hoan chào đón quý vị đến với chương trình Phụ nữ quyền năng tuần này. Thưa quý vị, giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà con người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. Không phải đơn giản mà người ta nói nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và hôm nay thì chương trình Phụ nữ quyền năng vô cùng hân hoan để chào đón một nhà giáo ưu tú. Cô đã dành cả cuộc đời của mình cho công việc giảng dạy và đã đóng góp rất nhiều vào sự nghiệp giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Bích Hà. Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Phan Bích Hà sinh tại Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng và điện ảnh, tốt nghiệp hàng ưu với tấm bằng đỏ chuyên ngành điện ảnh học khoa biên kịch lý luận phê bình tại trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên bang Xô Viết Moscow. Tốt nghiệp về nước, cô đầu quân vào trường điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cô Phan Bích Hà đã tình nguyện sang Campuchia giảng dạy môn nghệ thuật học và điện ảnh cho trường nghệ thuật quân đội Campuchia. Một thời gian sau, cô được bổ nhiệm làm chủ nhiệm khoa lý luận phê bình sân khấu điện ảnh. 16 năm sau, cô được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Năm 2006, cô Bích Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Năm 2007, cô được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài công việc giảng dạy, cô Bích Hà còn viết một số kịch bản sân khấu cho đài truyền hình, dịch và xuất bản hai cuốn tiểu thuyết từ tiếng Nga. Cô cũng vinh dự được Cục Điện ảnh mời vào ban soạn thảo cùng một số tác giả khác viết cuốn một Lịch sử điện ảnh Việt Nam, một cuốn sách chuyên ngành mà cô là tác giả, và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ đạt loại xuất sắc của cô đã được nhà trường sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo và giảng dạy. Cô được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 và được phong học hàm phó giáo sư vào năm 2012. Hiện cô vừa làm công tác giảng dạy, vừa đảm trách công việc phó chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Mai Thu Huyền cảm thấy vô cùng vinh dự nhưng mà cũng đầy áp lực bởi vì được trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm của mình, cô Phan Bích Hà. Hiện nay cô đang dạy Huyền ở trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn. Thì em rất là vui và cảm ơn cô rất nhiều khi đã nhận lời tham gia chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Mai Thu Huyền. Huyền có thể hỏi cái gì cô trả lời? Dạ vâng, giống như là Mai Thu Huyền cũng chia sẻ từ đầu chương trình, nghề giáo là một cái nghề vô cùng cao quý bởi vì nghề giáo là cái nghề tạo ra những cái ngành nghề khác, đúng không cô? Đúng rồi. Cô có thể chia sẻ cái nguyên nhân nào mà khiến cô quyết định đến với cái nghề giáo ạ? Tại vì hồi xưa cô học giỏi môn văn thì nói là nên học để mà làm cô giáo dạy văn. Nhưng mà cô thì thực sự rất không thích nghề giáo, không biết tại sao nhưng không thích một tí nào hết. Có thể là vì cái tâm thức nó ăn sâu vào mình khi mình cứ nghe là cái nghề đấy là nghề đưa đò chở khách qua sông, có thể là như thế chăng. Và cô đã hơi cãi lại lời gia đình, tức là không có đi học sư phạm, và cô đã quyết định là đi thi vào tổng hợp văn, đại học văn khoa đấy. Khi mà thi vào đấy thì đỗ điểm cao, được chọn đi nước ngoài học. Thì trong lúc đang học ở lưu học sinh thì có một cái đoàn về tuyển về điện ảnh, thì cô đi thi thử thôi. Thi thì chúng, riêng cái nghề nghệ thuật là sang đó họ bắt phải tuyển lại, nếu mà đỗ thì mới được học, còn không thì mình lại quay trở lại học môn văn. Thì rất may mắn là cô thi lại đỗ. Trường của cô gọi là trường điện ảnh Liên bang Quốc gia Xô Viết. Cô lý luận phê bình hả cô? Khoa của cô là biên kịch lý luận phê bình. Đó thì khi học xong thì cô cũng được nghiên cứu sinh chuyển tiếp, nhưng mà thấy đi cũng lâu rồi, đi học cũng 7-8 năm rồi. Thì gia đình thì nói là thôi học nhiều quá thì khó lấy chồng. Thì và người yêu thì về trước mấy năm rồi. Thế thì cô về. Thế khi mà về thì cô được phân công một cái việc khác, về Cục Điện ảnh làm. Nhưng mà vì lúc đấy thì người yêu lại là người miền Nam, nếu quyết định lấy thì phải thuyền theo lái thôi. Thế là cô lại đi vào miền Nam. Ba cô lại làm việc trong này. Tình cờ trong một cuộc họp gặp thầy hiệu trưởng ở trường Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy nói là đang rất là cần giảng viên thì mời về. Nhưng mà lúc đấy thì cô cũng vẫn cứ không thích nghề giáo. Thì ba cô mới động viên là thôi bây giờ con cứ thử đi, cứ thử cơ hội một lần xem, nếu mà thích thì con sẽ gắn, còn không thích thì lại làm nghề khác. Ngay sau đó thì là ở trường có một cái cuộc lấy những người giảng viên ở trường đi sang dạy cho trường nghệ thuật Campuchia, thì cô xung phong đi. Mà lúc đấy vừa mới cưới chồng xong, gia đình chồng rất là ngạc nhiên. Tại sao mình đi xung phong đi mà lúc đấy là đang cũng tình hình cũng đang căng thẳng. Thì mọi người nói tại sao lại phải đi như thế, thì cô cũng thích thôi. Thế thì phải đi như thế thì cô cũng... thì mình nghĩ là mình học về rồi thì bây giờ mình chưa làm gì mà bây giờ mình lại được sang một cái trường đấy là trường quân đội, trường nghệ thuật quân đội của Campuchia, thì mình cũng thích được đi sang một cái vùng đất mới, và hơn nữa thì nếu mà nguy hiểm mà mình đi thì mình mới thấy thú vị. Thì là lúc đấy mọi người nói là không biết nhưng cũng không sợ súng. Thế thì không sợ súng mạnh mẽ quá. Thế thì đi cô với cả một cô nữa là cô Sao Kim,
ái nữ của nghệ sĩ nhân dân Huy Thành, hai cô đi sang đấy. Và khi sang đó dạy thì rất là thú vị một điều, tức là khi mà kết thúc cái khóa học ấy thì thấy các em gái ngồi theo những cái khăn có chim bồ câu rồi những cái gì để tặng cô. Thế còn các bạn trai thì mặc sarong múa gì để mà tiễn các cô, thì tự nhiên mình thấy một cái gì đấy rất là xúc động và mình nghĩ rằng wow, thế học trò đáng yêu như này à, thôi thế là mình về mình sẽ quyết định là mình sẽ gắn cái nghề này. Thì lúc mà quay trở về thì cô quyết định và cô nói là cô sẽ đầu quân về và dạy ở trường Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì cơ duyên cũng có việc này việc kia, cũng có người mời về chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà cô đã không về. Và cô quyết định là cô sẽ ở lại đi dạy và cô cảm thấy rất thú vị với nghề này. Cho đến bây giờ thì cô cũng nghĩ là nếu được lựa chọn lại, lúc 17, 18 tuổi mà lựa chọn lại chắc cô vẫn chọn nghề giáo, mặc dù là hồi trước thì cô không thích. Bây giờ thì cô mê, cô rất là mê. Dạ. Thế cái hồi mà cô học ở bên Nga thì là tổng cộng thời gian là bao nhiêu năm cô? 7-8 năm rồi đấy. Cô học xong thạc sĩ rồi cô về nước. Vậy thì cô có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào mà cô nhớ nhất thời mà cô còn ở Nga không ạ? Ở Nga thì có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà cái kỷ niệm lớn nhất là có một cô giáo là cô trưởng khoa của Đại học Điện ảnh Liên bang Xô Viết. Thì có một lần đi hát cái ngày chiến thắng phát xít ấy, thì tự nhiên cô ôm vào lòng và cô hát những cái bài hát vệ quốc ấy. Và cô khóc và cô nói là cô rất là yêu Việt Nam, cô yêu Việt Nam bởi vì là ba cô cũng hy sinh trong cuộc thế chiến thứ hai và cô cũng hiểu được nước Việt Nam cũng trải qua những đau thương, những chiến tranh mất mát và cô rất là thương các em là những đứa trẻ từ Việt Nam sang. Thì rồi cô dạy cho mình hát tiếng Nga và khi cô kể những câu chuyện đấy mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Thì mãi về sau đó những cái hình ảnh của những cô giáo Nga mỗi khi nghĩ tới thì cứ nghĩ tới cô và cố gắng để học như thế nào để cho cô thấy rằng những người Việt Nam sang đó học rất là tốt. Cô nói mà em còn xúc động, em cũng sởn hết cả da gà vì thực sự là mỗi một lần mà nghe những cái ca khúc, những cái giai điệu của Nga, em không, mặc dù là một cái đứa bé cũng chỉ có là gia đình cũng có một số người thân ở bên Nga, nhưng mà mình đã vô cùng xúc động rồi, thì chưa kể là những người đã sống, đã học tập ở Nga, đã được những cái tình cảm của những cái người Nga yêu thương đùm bọc thì nó còn kỷ niệm nó gắn bó như thế nào. Vậy thì cô có bài hát nhạc Nga nào mà cô nhớ nhất, cô thích nhất, cô có thể hát một vài câu được không ạ? Tiếng Nga thế thì cô hát một cái đoạn rất ngắn về tình yêu nhé. Знаю, милый, знаю, что с тобой потерян себе ты потерян. Ты покинул берег свой родной. Не могу, я больше не могу. Ты ищи себе любимый мой, хочет остаться непросто. Ты ищи себе любимый мой, и мы еще вдвоем. Đây có phải là bài hát kỷ niệm tình yêu của cô với cả thầy không? Bài hát kỷ niệm tình yêu thì lại bài khác. Anh ấy đánh đàn và hát cái bài về mẹ, ca ngợi mẹ. Thì mình thấy rất xúc động mà mình đang ở xa, mới 17, 18 tuổi mà đi xa nhà lại rất là nhớ mẹ. Mà lại có một anh lại hát bài mẹ mà đánh đàn á, thì mình cũng hơi bị siêu. Đấy chính là ông xã của cô bây giờ đúng không? À đúng rồi, là mối tình đầu. Mối tình đầu, thế là quá tuyệt vời. Thế tính ra tổng cộng cô với thầy là sống với nhau bao nhiêu năm rồi ạ? Hơn 30 năm rồi. Dạ. Thực sự là để chung sống với nhau khoảng hơn 30 năm thì ai là cái người mà giữ lửa cái hạnh phúc trong gia đình ạ? Trong cuộc sống gia đình, hai người ở hai phương trời, ở hai nền giáo dục khác nhau, anh em có khi còn chưa hợp nhau, thế về ở cùng với nhau thì chắc chắn là sẽ có những cái xung đột ấy. Khi mà tranh cãi thì phải có một người lùi bước, lúc đấy mọi thứ nó mới êm đẹp. Thì từ ngày trẻ, lúc mà cô vẫn còn quyền lực đấy, khi mà mới yêu, cô nói là nếu để sống với nhau ấy thì là từ nay về sau em có lỗi thì anh phải xin lỗi em thì mới được. Thế thì từ sau là cứ cãi nhau như thế nào thì bao giờ anh ấy cũng xin lỗi trước, và cho dù cô sai thì vẫn xin lỗi, và chính vì thế thì giữ được cho đến bây giờ. Cô nói là lúc cô có quyền lực, thế thì khi nào lúc mà cô không còn quyền lực? Bây giờ thì hết quyền lực rồi. Phụ nữ thì cũng đến một lúc nào đấy thì nó không còn những cái quyền lực như thời trẻ. Nhà văn Gogol có một câu rất hay, khi mà người phụ nữ không còn cái quyền lực, cái quyền năng của những cái thanh xuân, của những cái tươi đẹp của những, thì họ sẽ có một cái quyền năng khác, họ sẽ có một cái nét đẹp khác, đó là thế giới tinh thần, là trí tuệ, là trải nghiệm, là kinh nghiệm. Và vì thế cho nên rất nhiều người gọi cái tuổi đấy là tuổi Gogol, tức là gọi theo cái nhà văn Gogol ấy.
Thế thầy cô là có mấy người con ạ? Cô có 2 con. Thế thì các em có ai theo cái con đường nghệ thuật giống như cô không? 2 bạn của mình thì là bạn trai thì là học mỹ thuật thì đi sang Hà Lan để học thạc sĩ về mỹ thuật. Thế còn bé gái thì đi học thiết kế thời trang ở Pháp. Ông xã cô có làm liên quan đến nghệ thuật không ạ? À, không, hoàn toàn không liên quan nghệ thuật. Anh ấy là bên kỹ thuật, là kỹ sư xây dựng. Nhưng mà cũng may là cũng mê đọc sách, nghe nhạc với mê xem phim. Cho nên là nói chuyện thì cũng có ngôn ngữ chung, chứ cũng không đến mức là không hiểu nhau. Cũng rất là yêu thích nghệ thuật. Vâng, em được biết là cô là phó giáo sư tiến sĩ đầu tiên của trường sân khấu điện ảnh TP.HCM. Vậy với cái bậc học và hàm học vị như vậy, và khi mà cô lại còn đảm nhiệm là hiệu trưởng của trường trong rất là nhiều năm, vậy thì ở với cái vai trò quản lý thêm một cái áp lực khác nữa, vậy thì trong cái khoảng thời gian đó cô có những cái trải nghiệm như thế nào? Thực sự là rất nhiều áp lực. Nhiều khi nói là đàn ông làm khó 100 thì phụ nữ khó 1000, khó rất nhiều về thời gian, về rất nhiều thứ, và mình ra ngoài đời mình cũng không thể nào như đàn ông được. Và có nhiều khi có những cái áp lực quá không chịu nổi thì mình về nhà mình đóng cửa khóc một mình, xong sáng mai lại đứng thẳng dậy lại bắt đầu bước vào, xông vào công việc. Hoặc là khi nghe những cái dư luận không đúng ý, thì mình cảm thấy rất là đau khổ, rất là thương tổn. Thí dụ như vậy, tức là đối với phụ nữ thì nó sẽ bị một cái khó hơn nam giới ở cái chỗ đó. Thì đó là những cái tháng ngày mà cũng rất là áp lực đấy, rất là vất vả. Nhưng mà cũng có cái rất là vui, bởi vì cô được làm đúng nghề, đúng ngành, và cô cũng có những cái hoạt động, những cái tham gia cho cái nghề của mình đấy, cho cái trường nơi mình gắn bó nó được tốt hơn. Cho nên mọi áp lực thì nó cũng qua đi khi mà mình thấy cái thành quả của nó. Cô vừa nói là mỗi một lần mà khó quá, căng thẳng quá là về nhà đóng cửa khóc một mình. Đúng rồi. Không chia sẻ với bất kỳ ai ạ? Không, cô không bao giờ nói những cái khó khăn ở công việc cho người thân hết. Cô nghĩ là khi mà muốn nói với người thân điều gì đó thì nên nói những cái điều vui để cho mọi người vui vẻ. Với gia đình, với con cái, với chồng, cô không bao giờ biết được là những cái việc gì cô phải trải qua ở không biết. Rồi bạn bè cô cũng không nói, với ba mẹ cũng vậy, bởi vì cô không muốn những người thân của mình lại phải suy nghĩ. Cho nên tất cả những cái đấy thì cô ôm vào mình và cô giải quyết từ từ. Nhưng có khi nào mà cô áp lực đến mức độ mà coi như muốn buông bỏ không thiết gì nữa không? Có bao giờ có chứ. Cảm giác như vậy không? Có lần cũng muốn là làm đơn xin nghỉ luôn, không làm việc nữa. Vì có một cái sự hiểu nhầm của xã hội đối với nhà trường ấy, đối với nhà trường chứ không phải đối với riêng cô. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy nó thương tổn quá, nó buồn quá. Mình có thể là cuộc sống mình vui vẻ hơn, mình đi chơi với chồng con, với bạn bè, với gia đình, và mình có thể vui thú những cái chuyện khác giống như các bạn của mình. Tại sao mình cứ phải khổ như thế này? Lúc mà cô đang làm cái việc mà đưa trường lên đại học ấy, lúc đấy trường là đang cao đẳng, thì cô nhớ có một lần cô đeo một cái ba lô, trong đấy có khoảng 10 cái cuốn đề án, và cô đi ra Hà Nội, mình đến làm việc với Bộ Giáo dục, và nói chung là họ bắt về phải sửa lại rất là nhiều chiều. Rồi cô đeo cái ba lô, cô đi trên đường nhìn sang tất cả những ô cửa ở thành phố sáng đèn và người ta đi lại với nhau, còn một mình đi có thể là nói trong bóng tối, cảm thấy rất là tủi thân. Thế cô vừa đi và đeo cái ba lô nặng trĩu và nước mắt cứ chảy ra. Cô cứ nghĩ tại sao mình phải khổ thế này. Đi ra sân bay đi về có một thân một mình, đặc biệt là nếu mà đi công tác vào những cái dịp Tết nữa. Và nghe bài Happy New Year thấy lòng nó quặn tắt mà nước mắt cứ chảy ra. Có những lúc cô nghĩ là muốn bỏ việc luôn, hoặc là mình chỉ đi dạy là một cô giáo bình thường xong rồi hết giờ mình về. Nhưng mà lên trường thấy các đồng nghiệp rồi học trò mình, tự nhiên mình lại có một cái nguồn năng lượng, một cái động lực. Thế lại bắt đầu xông vào một cái trận chiến mới và bắt đầu lại làm, lại đứng thẳng lên lại đi. Em rất chia sẻ và đồng cảm với cô, bởi vì em cũng có những cái cảm giác, có những lúc rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Khi mà làm chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, được gặp những cái người phụ nữ, được lắng nghe những câu chuyện của họ, và đặc biệt ngày hôm nay của cô, nếu mà không phải nhờ chương trình này chắc chắn em sẽ không bao giờ nghe những cái điều đó được từ cô kể. Thì thực sự em cảm thấy yêu và ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam kinh khủng. Cái sự mạnh mẽ, cái sự quyết tâm, và đặc biệt là những cái người như vậy thì họ sẽ không bao giờ muốn làm phiền lòng những người xung quanh. Nên chính vì vậy mình sẽ vất vả hơn, nhưng mình cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Cô có công nhận không ạ? Đúng rồi. Cô nhớ tới một nhà thơ, một nhà văn của nước ngoài, khi mà họ sang đây thời chiến tranh ấy, họ viết về người phụ nữ ấy, thì họ nói người phụ nữ Việt Nam là những cái đinh.
thì lần đầu tiên nghe tại sao họ so sánh rất là kỳ. Bởi vì này, ở nước ngoài người ta so sánh phụ nữ như là những áng mây, như là những bông hoa tuyết, như vầng trăng, như con linh dương. Còn ở nơi đây, những người phụ nữ Việt Nam họ đắm mình vào trong cuộc vệ quốc, họ như những cái đinh, và những cái đinh đóng lên một cái khung để làm nên sự chiến thắng. Thì lúc đấy cô mới hiểu tại sao người ta lại ví như vậy, chứ còn thực ra không ai ví phụ nữ với cái đinh hết. Cho đến bây giờ người ta vẫn nói là những người phụ nữ Việt Nam rất là nhẫn, rất là chịu thương, chịu khó và có một cái sự quyết chí rất là mãnh liệt, một cái bản lĩnh. Từ nãy đến giờ thì em thấy cô nhắc rất là nhiều đến thơ, chắc chắn là cô rất là yêu thơ. Cô cũng rất là thích đọc thơ, thì chắc là cô sẽ đọc cho khán giả cũng như Mai Thu Huyền nghe cái bài thơ của một cái nữ sĩ rất là nổi tiếng ở Nga mà cô rất là thích. Cô thích từ thời thiếu nữ, và bây giờ sau này cô đi dạy các thiếu nữ là các sinh viên, cô cũng đọc lại bài thơ cô đó. Đọc lại bài thơ đó, và bây giờ cô có thiếu nữ của bản thân mình là cô có con gái, cô cũng đọc cho các bạn thì dạ. Các bạn đều rất là thích cái bài thơ Mùa Hè Rớt của nữ sĩ Olga Bergon. Ở Nga nói riêng và các nước châu Âu nói chung thì khi mà kết thúc mùa hè thì nó bắt đầu chuyển sang mùa thu. Trong những cái ngày đó sẽ có những cái ngày mà nó bỗng dưng nó trỗi dậy như là một cái mùa hè còn rớt lại mấy ngày thôi, có khi một tuần, 10 ngày gì đó. Rất đẹp, nó là khoảng độ cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Cái nắng của nó không nắng rực rỡ như là nắng mùa hè, nhưng mà nó lung linh theo cái kiểu giữa hè và thu. Nó rất là đẹp. Thì ở Nga họ gọi cái đấy là Babeleta, mùa hè rớt. Có một mùa thu trong sáng diệu kỳ, sắc nắng êm ru, mây trời không chói. Mùa hè rớt cho những người yếu đuối cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân. Trên má mơ hồ tơ nhện răng bay, se sẽ như không dịu dàng phơ phất. Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất, hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu. Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sấm, hạnh phúc ít hơn, khóe nhìn say đắm, ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn. Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương, ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá. Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ, tình yêu đâu, rừng lặng, bóng sao im. Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm. Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt, nhưng chỉ đến bây giờ em mới biết. Yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia tay. Cái câu cuối nó giống như các tác phẩm nghệ thuật là thi ca, văn học, sân khấu điện ảnh, nó sẽ có yếu tố bất ngờ. Yếu tố bất ngờ thì nó hay. Thì ở đây bất ngờ là cái gì? Nếu mà theo các cái cung bậc cảm xúc bình thường ấy thì là yêu thương, giận hờn, tha thứ, yêu thương. Nhưng ở đây là gì? Yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia tay. Nó kinh khủng lắm. Sau khi đã tha thứ mà chia tay thì một cái buồn rất là đẹp và một cái đẹp rất là buồn. Dạ. Nó không kết thúc có hậu. Olga Bergon viết cái bài thơ này lúc bà đã 50 tuổi, có nghĩa là đã ở cái lứa tuổi mùa hè rớt. Babeleta, cái trái tim rất là tinh tế của người phụ nữ cũng rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ và vẫn tin vào một cái gì đấy của tình yêu, chứ không phải là phá vỡ tất cả. Từ cái bài thơ mùa hè rớt này thì cô mới nhớ lại một chút xíu, có một bài khác cũng của nữ sĩ này rất là nổi tiếng, vì bà là gọi là nữ hoàng của thơ ca trữ tình của Nga. Thì cái bài đấy là bài Mùa Lá Rụng. Bà viết về Moscow, nơi người yêu của bà ở đấy. Và bà lên Moscow để gặp người yêu, và đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng, và họ chia ly. Anh từng ở đây, từng là người thân yêu nhất, sao lúc này là người bạn cũng không. Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi, cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly. Anh hãy vui lên, dẫu con đường hai ngả, hãy tìm bình yên trong ấm áp cơn mưa. Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa, một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt. Tôi muốn nói cùng anh đến hết, bây giờ còn phải nói gì hơn. Cái ngõ con đã đầy ngập bóng đêm, và những tấm biển trên đại lộ càng thấy trống. Nhắc những ai đầy đủ lứa đôi, nhắc những ai cô độc quá ở trên đời. Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng, nhắc suốt đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Thì Olga Bergon viết lúc này là bà 28 tuổi, và lúc mà chia tay với người yêu, cô lại bỗng nhớ tới một cái câu thơ khác của bà rất là hay, bài thơ về cuộc đời. Em bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ, ngôi sao cháy bùng trên sông Neva, tiếng chim kêu trong bóng chiều tà. Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
em vẫn hát những câu thơ nào thuở trước? Và bây giờ thì câu chuyện đã xong rồi, anh đã xa cách đến vậy nhưng mà em vẫn nhớ về nó. Và những thiếu nữ lớn lên lại tiếp sau ta, họ lại hát lại những bài ca ngọt ngào thuở trước. Và vẫn sông Neva, mây trời, con nước. Suy cho cùng, họ có lỗi đâu anh. Cô rất thích là bây giờ những cái lớp trẻ lớn lên lại bắt đầu lại cũng tình yêu, rồi cũng giận hờn, rồi chia tay cũng thứ. Nhưng mà họ sẽ không rút kinh nghiệm cái gì của trước, bởi vì nó bản thân nó là tình yêu. Và suy cho cùng, họ có lỗi đâu anh. Cái giây phút mà cô hạnh phúc nhất thì cô có nhớ là giây phút nào? Hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô nghĩ là chính là cái giây phút cô sanh đứa con đầu lòng. Được làm mẹ. Được làm mẹ. Cô thấy không có cái gì sánh bằng. Một cái điều thành công nhất trong cuộc đời và cô cảm thấy hạnh phúc nhất đó là cô làm được mẹ. Cô được làm mẹ và cô làm mẹ được cho hai đứa con. Trong quá khứ của cô thì có một cái điều gì mà cô tiếc nuối mà cô vẫn chưa thực hiện được không? Mình không giữ lại được người thân của mình, ví dụ như ba mẹ. Mình rất mong sống mãi mãi với mình, nhưng mà mình nhìn thấy khi ba mẹ rời khỏi cõi tạm để về đất Phật thì mình thấy mình bất lực. Và cô hiểu đây là quy luật của muôn đời thì phải, nhưng mà đó là lúc cô thấy tuyệt vọng nhất và bất lực nhất trong cuộc đời. Chúng ta lại càng phải trân trọng những cái giây phút bên nhau để có thể làm sao luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và không làm cho nhau tổn thương. Cô nghĩ là cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn sắp tới của mình, cô có đặt ra một cái mục tiêu gì cụ thể không ạ? Có một câu thơ rất hay là nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi thì có nghĩa là không còn gì để mất. Con người sống luôn luôn ước mơ. Cũng có vài điều cô chưa làm được. Ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô cũng tham gia được một số việc. Nhưng mà bây giờ cái việc mà muốn mở một cái lớp cao học về điện ảnh thì chưa làm được. Ngay như cô ngồi trong phim trường thì cô thấy rất là nhiều học trò, nhiều khuôn mặt học trò của cô ở đây, từ trước cựu sinh viên cho đến bây giờ đang học, rất là nhiều. Và cô nghĩ là các bạn ấy cũng muốn học nữa. Và nếu mình mở được thì đấy là một cái cơ hội để cho các bạn ấy. Cả cái cuộc đời của cô cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục, thì bên cạnh đó cô còn nắm giữ những cái vai trò rất là quan trọng ở trong hội điện ảnh, ví dụ như hiện nay là phó chủ tịch của hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi kết thúc chương trình thì có thể xin cô Hà một cái lời khuyên dành cho những bạn trẻ mà đang rất là đam mê điện ảnh và cũng đang có ý định để tham gia học trong những cái trường sân khấu điện ảnh. Cô nghĩ là mỗi bạn đến với nghề sẽ có một cái tiêu chí, một cái mong muốn, một cái ước mơ riêng. Nếu như các bạn thực sự các bạn đã chọn nó để đến với nó thì các bạn đã yêu rồi. Cô chỉ nói một câu cho tất cả các bạn là cứ gõ cửa sẽ mở và khắc đi khắc đến. Mình không đi thì chả bao giờ mình tới được, và mình không gõ thì cửa sẽ đóng im ỉm. Cảm ơn cô rất nhiều về những cái lời chia sẻ của cô trong chương trình ngày hôm nay. Adrienne là một nhà tiểu thuyết và triết gia quốc tịch Mỹ sinh tại Nga. Bà nổi tiếng vì đã phát triển học thuyết chủ nghĩa khách quan và đã viết một số tác phẩm nổi tiếng như Suối Nguồn, Atlas Vương Minh, Bài ca tư tưởng. Đồng thời, bà cũng là biên kịch nổi tiếng cho hai hãng phim lớn của Hollywood là Universal Pictures và Paramount Pictures. Adrienne là nữ nhà văn người Nga có tầm ảnh hưởng nhất đối với nhân loại. Trong đó, tác phẩm Suối Nguồn được độc giả Modern Library bình chọn là một trong hai tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20, với hơn 6,5 triệu bản được bán trên khắp thế giới. Sau mang tên Tài không đợi tuổi, chương trình Phụ nữ quyền năng hân hạnh chào đón khách mời là nữ doanh nhân Cù Việt Trinh. Cô đã gặt hái được rất nhiều thành công khi còn rất trẻ, với quyết tâm mãnh liệt theo đuổi đến cùng công việc mà mình đã lựa chọn. Em nghĩ là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, nhưng mà bắt buộc mình phải nỗ lực thì cái lựa chọn của mình nó mới đúng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.